Người đàn ông U40 đòi tìm bạn gái trong trắng tuyệt đối khiến MC Cát Tường bức xúc. Chương trình Hẹn Ăn Trưa số 288 do MC Cát Tường chủ trì đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Tập này có sự tham gia của cặp đôi Nguyễn Văn Lộc, 39 tuổi, Đắk Lắk, làm nghề xây dựng và Lỗ Cương Bửu, 39 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, đang làm nhân viên giao hàng. Ở những phút đầu tiên, Cương Bửu kể về hoàn cảnh của mình. Cô cho biết đang sống một mình vì bố mẹ và các anh đều đã qua đời. Kim Bửu thật thà chia sẻ. Mẹ tắt thở khi mổ lấy em ra, 9 tháng sau thì bà cũng mất theo. Nhà có 3 người anh ruột đều mất lúc hơn 30 tuổi. Hồi xưa có bà nội nuôi, sau này bà nội mất thì em sống một mình. Ai kêu em làm gì thì em làm đó, phụ người ta cho ăn, miễn mình no là được. Em đã từng nhịn đói nên em sợ đói lắm, nên bây giờ có nhiều em cũng ăn. Em ham ăn lắm, em không nghĩ mập hay ốm, không cần thiết, mình có ăn là mừng rồi. Về phía Văn Lộc, người đàn ông này mang theo cuốn sách bí truyền, được anh dùng làm tôn chỉ trong cuộc sống. Văn Lộc nói, cuốn sách này có một bà Liễu Hạnh công chúa, khắp nơi người ta thờ cúng lập đền thờ bà. Bà chết để lại tâm thư bí truyền, ví dụ như phụ nữ hay nam giới mà làm đúng như tâm thư bí truyền này, bà sẽ giáng xuống cho sự nghiệp. Cuốn này gốc ở ngoài Hà Tĩnh, tôi đi ra đó xin thuốc này nọ. Cuốn sách này hơn 30 năm rồi, tôi muốn tìm người cùng mình xây dựng sự nghiệp này. Người phụ nữ làm được cuốn sách này là họ phải trinh tiết tuyệt đối, trong này người ta yêu cầu như thế. Tại chương trình, MC Cát Tường hỏi thẳng Kim Bửu về chuyện trinh tiết thì được cô gái này trả lời rằng việc xác định còn trinh tiết hay không vẫn bỏ ngỏ vì từng gặp một tai nạn và chảy máu rất nhiều khi bé. Nghe đến đây, Văn Lộc tỏ vẻ hoài nghi về câu chuyện này, đồng thời nói nếu người ta nói sai rồi khi bà giáng xuống có chuyện gì rồi ai chịu trách nhiệm. Nghe được điều này, nữ MC bức xúc. Nhưng người ta đã nói đó là do tai nạn, đâu có quan hệ nam giới, nếu như người ta kể đúng thì sao? Lúc này Văn Lộc chống chế rằng, nếu đúng thì thôi, nếu nhìn bề ngoài cảm thấy tương xứng với nhau thì cũng được. Về chuyện tình yêu, Kim Bửu cho biết cô chưa có mảnh tình vắt vai vì mải mưu sinh kiếm sống. Khi thấy mình đã lớn tuổi cần một bờ vai, cô quyết định lên chương trình hẹn hò để tìm người đàn ông thương mình, hiểu mình. Trong khi đó, Văn Lộc cho biết anh đã trải qua một vài mối tình nhưng đều tan vỡ vì không hợp nhau. Khi cánh cửa tình yêu được kéo lên, Văn Lộc đã nói ngay, mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng nghe qua câu chuyện là thấy không hợp rồi, không đúng người lý tưởng của anh. Người đàn ông này còn chẳng có nhạy ý tặng món quà đem theo cho người bạn gái đối diện, định tặng luôn cho bà mối Cát Tường đem về. Thậm chí, Văn Lộc còn đòi bỏ về khi chương trình Hẹn Ăn Trưa vẫn còn dang dở. Tôi ghi yêu cầu từ đầu là tuyệt đối phải trinh tiết, sách này người ta yêu cầu thế kia mà, Văn Lộc nhấn mạnh. Về phía Kim Bửu, cô cũng chia sẻ, anh chỉ tin cuốn sách gì đó của anh thôi, mà như vậy thì khó gặp lắm, thời buổi bây giờ không có đâu. Ở phần hậu trường, anh càng thêm khẳng định mình chỉ lấy vợ khi người bạn đời đáp ứng tiêu chí quyển sách đưa ra. Ngay cả người thân của anh cũng phải nói anh nên thực tế hơn khi cuộc sống rất khó tìm được mẫu hình hoàn hảo như sách vở. Ngay khi số phát sóng này được chia sẻ, nhiều thành viên mạng đã để lại nhiều bình luận ngán ngẩm về cách hành xử và thái độ quá thẳng thắn của người đàn ông U40 này. Bên cạnh những lời khuyên đừng nên coi trọng quá chuyện trinh tiết, một số người cho rằng Văn Lộc nên thay đổi thái độ, ứng xử tôn trọng phụ nữ hơn trước khi mong muốn tìm được một nửa còn lại. Netizen bình luận, ế là do năng lực chứ không phải tại số rồi. Có rất nhiều người đàn ông dù không thích đối phương nhưng vẫn đồng ý hẹn hò để cô gái đỡ bị mất mặt. Còn anh thì sao? Mang theo bó hoa nhưng không thèm tặng người ta, tỏ thái độ vô cùng thô lỗ. Sao trên đời này lại có người đàn ông thiếu tôn trọng phụ nữ và hành xử kém như vậy chứ? Có cho tôi cũng không thèm lấy.